Sau khi Sully ra đi, FX tạm ngưng hoạt động nghệ thuật của nhóm và các thành viên từ đó cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch cá nhân. Im hơi lặng tiếng nhất có lẽ là em út Crystal, một phần bởi cô chịu ảnh hưởng không ít từ việc Jessica rời SNSD và SM. Vừa qua cô nàng tái xuất với dự án đặc biệt kết hợp cùng Tom Wan Kim. Mở đầu là buổi triển lãm tranh mang tên I Don't Wanna Love You mà người mẫu chính không ai khác là Crystal. Sự kiện này thu hút đông đảo sự quan tâm và tham quan của đông đảo các fan. Hầu hết mọi ý kiến đều rất tích cực về phong cách lạ mắt, ma mị và đầy cuốn hút. Ngược lại, cư dân mạng lại kéo nhau tranh cãi nảy lửa về những hình ảnh gợi cảm của Crystal, nhất là những bức ảnh cô nàng diện nội y, ít vải. Tuy nhiên, một số lại phản pháo cho rằng không nên quá khắt khe với những hình ảnh mang tính nghệ thuật như thế này, đặc biệt là chúng đã được lên kịch bản và chuẩn bị kỹ lưỡng bởi đạo diễn Min Hee Jin của SM. Crystal đồng thời cũng đánh dấu màn tái xuất màn ảnh nhỏ sau 3 năm vắng bóng trong dự án truyền hình của đài TVN mang tên Cô Dâu Thủy Thần. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất và từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua Gia Đình Là Số 1/3, You're Here, My Lovely Girl. Theo tiết lộ ban đầu, thành viên FX sẽ vào vai Hira Mura, chủ sở hữu của Hoàng Đá Thần, là vị thần tượng trưng cho hoa cẩm tú cầu. Cô đem lòng yêu Habeck, Nam Cho Hyun nên ghen ghét cô dâu của Thủy Thần. Hiện vai nữ chính của bộ phim đang được nhắm đến cho Shin Si-kyung sau khi Moon Tae-won từ chối. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.